Hình như là số mình nhỏ hay sao á, nãy giờ nhảy xuống bắn 10 kill cũng chết. 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill, 5 kill, 6 kill, 7 kill, 8 kill. Hay, quá đã các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình. Thì mình là Ad Mobile đây. Và hôm nay mình sẽ ngồi đây và uống tách trà và làm một cái gì đó. Đó uống trà không bạn? Ui, chạy đi đâu mất tiêu luôn. Giật thôi các bạn ạ. 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill, 5 kill, 6 kill, 7 kill, 8 kill. Hey, quá đã các bạn. Không sao, chúng ta có thể làm lại mà mọi người. 1 kill, 2 kill, 3 kill, 4 kill, 5 kill, 6 kill, 7 kill, 8 kill, 9 kill, 10 kill. Quá đã, quá xịn sò luôn. Cực kỳ nguy hiểm đến. Không sao mà. Hình như là số mình nhỏ hay sao á, nãy giờ nhảy xuống bắn 10 kill cũng chết. À, 1 kill nào. 1 kill, 2 kill. Quá đã. 3 kill. Ồ không, 3 kill nè. 4 kill nè. Chạy đường trời. Chạy đi đâu. É, đứng lại. 5 kill. Nhìn tôi. 6 kill, 7 kill. Chạy đi đâu. 8 kill, 9 kill. Khoan nha mọi người, nãy giờ bắn tới 9 kill là luôn luôn chết. Bây giờ thì chắc có thể rằng là mình sẽ đi ăn một cái gì đó ra. Đói bụng quá rồi các bạn ạ. Mình đang bắn vào lúc ban đêm các bạn ạ, nên là hơi đói. Chắc có thể là mình sẽ đi ăn mì. Bây giờ mình sẽ treo ạc ở đây. Đấy, đặt một quả mình ở đây nha các bạn. Rồi, mình sẽ núp đây. Rồi đi ăn thôi, chờ bo thôi. Bo còn lâu lắm các bạn ạ. Ok. Hello, chào mọi người. Thì đây là gian bếp của mình. Hôm nay thì mình sẽ kiếm cái gì ăn. Hồi nãy chơi game thì mình khá là đói. Ui sao toàn nước ngọt không gì nè. À rồi, đây. Ok các bạn, mỗi buổi tối mà các bạn hay nghe cái tiếng sụp sụp trên livestream của mình thì đây là nó. Đây là ly mì xin. Thì cái mì xin này là mì quốc dân của Hàn Quốc, cũng như mì hào hảo quốc dân của Việt Nam mình đó các bạn. Thì mì này là bán chạy số 1 tại Hàn Quốc luôn các bạn ạ. Và có mặt trên 100 quốc gia. Cực kỳ nguy hiểm. Ok, bây giờ mình sẽ khui ra nha các bạn. Ồ, chuẩn bị nè. Wow. Ủa, sao được gói gia vị ạ? À, đây. Cái gói gia vị này là gói gia vị cay nha mọi người. Ok, và bây giờ thì mình đang đổ cái gói gia vị này. Rất là nồng luôn mọi người ạ. Đó, thì cái mì xin này á, là mì của Nong Sim. Ngoài xin ra ta còn có các loại mì nổi tiếng khác thì như là bán tại Việt Nam như là Chapakati nè, rồi Neguri nè. Wow, nhìn kìa. Quá đã luôn. Bây giờ chế nước nha mọi người. Đó. Các bạn nhớ nha, tháo nắp ra thì tháo một nửa thôi nha mọi người. Để mà còn đầy lại nữa. Với nước sôi thì các bạn cẩn thận một xíu là được. Rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ đợi trong vòng khoảng tầm 4 tới 5 phút. Mà thường thường mình đợi 2 phút là mình ăn rồi, tại vì mình đói lắm. Ta-da! Như vậy là 3 phút đã trôi qua rồi. Và chỉ còn lại vài giây nữa thôi thì mình sẽ được mở cái hộp mì này các bạn ạ. Thì mình sẽ sử dụng đũa, nĩa với muỗng. Và mình sẽ sử dụng đũa với nĩa. Ở nhà mình không sử dụng của người ta đâu. Tại vì mình thích ăn nĩa với đũa nhà mình hơn. Rồi. Ui, mình vừa nghe một cái mùi thơm gì đó nó thoang thoảng quanh đây các bạn ạ. Thơm quá. Ok, mình sẽ xé cái này ra luôn.
Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Tại vì sao mình, các bạn nói mình là anh ơi đừng ăn mì nữa, mì không tốt đâu. Tại vì nó ngon quá nên mình phải ăn thôi. Thực sự nó ngon hơn cả hủ tiếu bà sát bên nhà mình bán nữa. Thôi bây giờ ăn thử nha mọi người. Nó cay lắm các bạn ạ. Cái nước hầm xương bò cay cùng với lại sợi mì nó rất là dai dai. Mình cảm thấy rất thích cái sợi mì này nha mọi người. Đây. Theo như mình được biết á, thì các game thủ Hàn Quốc của chúng ta cũng hay ăn cái mì này lắm, nên là mình cũng học theo cho vui thôi. Nhưng mà ai ngờ thèm thiệt. A few moments later. Cay quá mọi người ạ. Nhưng mà cay, ngon lắm các bạn. Cay mà ngon. Được. Chết bà rồi, quên. Mình còn bắn ở trong nữa. Đậu xanh. À thôi, khỏi rồi chén. Cái ly này quăng luôn nha mọi người. Đợi xíu nha mọi người. Ok, thì mình đã trở lại rồi đây. Và sau khi ăn mì xinh xong thì mình cảm thấy rất là ngon và rất là no. Và mình đang có một cái tinh thần Khoan. Chiến đấu. Trời ơi, quá xinh xò đến từ vị trí của AS Mobile. Bây giờ thì mình có tinh thần lại rồi các bạn ạ. À, bây giờ chỉ có mơ lem và mơ lem thôi. Ui da cay. Kìa bên kia, bắn. Ôi ôi, mình có nên giết thằng này hay không ta? Quăng qua quả lựu coi. Vô trong. Ôi ôi, ném chính xác không mọi người? Đó. Ui không mất máu. Vãi lồng đèn. Quất luôn. Trận này mình tự tin là sẽ top 1 rồi các bạn. Nãy giờ chẳng qua là mình đói bụng thôi, nên là mới fail vậy thôi. Chứ bây giờ là mình tự tin là sẽ top 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Ui nhưng mà nhiều thằng như vậy. Bo gần cuối rồi mà vẫn còn 13 thằng. Ui, đông vãi luôn. Đâu ra, ra đây. Ôi, sợ lắm. Cái thằng này nguy hiểm lắm các bạn ạ. Sau đây hình như nó đang bắn nhau nè. Cho tham gia ké rồi. Ké với. Không có ai hết. Cái hương vị của cái mùi mì xinh các bạn, nó còn nồng ở ngay mũi mình luôn. Chắc là bây giờ tí nữa mình sẽ ra ăn thêm một ly nữa. Chắc là top 1 liên tục luôn quá. Let's go. Go. Follow me. Có ai ở đây không dạ? Cho mình làm một xíu coi. Hình như có hai thằng lần các bạn. Đó, nó chạy kìa. Đây. Ý. Ê, chạy đi đâu mà vội mà vàng. Còn thằng. Đi đâu? Hey. Như vậy là có thêm kill nữa rồi. Như vậy 12 kill rồi các bạn ạ. 12 kill rồi. Chạy đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà vàng, phải dây đi đâu mà ghé lại nơi đây dừng chân. À! Dừng chân một xíu là ăn ngay kẹo đồng. Như trên kia có thằng ngay đây nè các bạn. Có thằng ngay đây nè. Đó, ngay đây nè. Chính xác là ngay đây luôn. Không bắn được, không có tâm bắn không được. Ý á. Ý, hình như có thằng A đúp bắn mình thì phải. Đầu phộng, đầu xanh, đầu rũ, đầu đen. Nó ở đâu vậy ta? Hình như trên kia. Trên kia phải không? À không. Cục đá bên này nha mọi người, nó cầm A đúp. Được. Không, bây giờ thằng này sẽ chạy bo, nó sẽ không bắn mình. Hoặc mình tính đường, chắc mình vô bo trước nha mọi người. Let's go. Thằng kia sẽ chạy bo nè. Nè. Chuẩn bị đi đâu mà vội mà vàng. Nào, chạy đi đâu. Trời ơi, sung sức vai luôn. Quá đã luôn. Ok, như vậy chỉ còn 3 người nữa thôi. Thằng chạy bo nó sẽ chạy nè các bạn. Đây, à đây. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu với sức nóng của AS Mobile. Chỉ còn lại một người nữa thôi. Let's go. Thôi, 16 kill luôn các bạn. Hoặc chảo cái gì vậy? Hay là muốn ăn mì? Muốn ăn mì không? Tôi sẽ chỉ cho bạn một gói mì mà ăn vô là auto top 1 luôn. Rồi nhúng cái gì? À nhúng là gật đầu các bạn. Gật đầu. Như vậy bạn này cũng muốn ăn mì lắm đây. Ok. Thôi bây giờ mình sẽ bắn nhau đi. Thôi không có word gì nữa, bắn đi. Rồi let's go. Vô. Mà làm đi. Bắn. Ôi trời, không bắn luôn. How to the field. Bắn đi. Nè bắn. Dựng keo nè. Bắn.
rồi không bắn luôn. Rồi thôi, quật chảo cũng được. Ok, quật chảo. Ê cậu, nhào vô. Nhào vô. Quấn máu đi. Nhào vô, nhào vô, nhào vô. Let's go. Let's go. Quất đi. Ê, ôi. Nữa. Chuyện gian. Nữa. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. Kinh đó mọi người. Mình hết bị xui rồi mọi người ơi. Đúng là cái bụng no thì lúc nào cũng auto top 1. Rồi các bạn ạ, như vậy là đã có top 1 rồi. Và các bạn biết bí quyết để có top 1 là gì không? Ăn mì xin của Nong Xin. Mày giống như là pháo vậy ta.